gian khó của em. Tuổi già nhọc nhằn của mẹ. Phải quyết chí thành công để giúp mẹ, giúp em. Cùng Trung Nguyên sáng tạo tương lai. Đọc thương mại với đề tài tour du lịch thiện nguyện về với Tây Bắc. Đọc kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Việt. Đọc nông nghiệp Hà Nội với đề tài hệ thống phân phối Susu Tam Đảo. Ba đội chiến thắng từ vòng 1 cuộc thi sáng tạo tương lai khu vực miền Bắc sẽ phải vượt qua thử thách tiếp theo, đó chính là vòng 2 với tên gọi lên kế hoạch thực hiện và triển khai ý tưởng. Hãy cùng chờ đón họ sẽ vượt qua thử thách này như thế nào. Xin được đồng nhiệt chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của cuộc thi sáng tạo tương lai trong hành trình vì khát vọng Việt năm 2013. Vào lúc này đây thì anh Duy đang đứng cùng với ba đội xuất sắc tại khu vực miền Bắc, đó là Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thử thách trong vòng thi thứ hai. Các vòng thi của cuộc thi sáng tạo tương lai cũng dựa vào các bước của bản đồ dẫn lối thành công, đó là phải có niềm tin và khát vọng, xác định năng lực lõi, lên kế hoạch triển khai và phương pháp thực hiện, kết nối nguồn lực, dám đương đầu với thất bại. Vòng 2, lên kế hoạch thực hiện và triển khai ý tưởng. Nội dung đề thi với ý tưởng sơ khởi từ vòng tuyển chọn 1, các đội lập kế hoạch và triển khai ý tưởng cụ thể để áp dụng được cho thực tế. Ba đội lần lượt trình bày về kế hoạch thực hiện và triển khai ý tưởng cụ thể, sau đó tham gia xử lý tình huống và trả lời câu hỏi phản biện từ ban giám khảo và khán giả. Đồng thời, ở vòng 2, sự gay cấn, hồi hộp, kịch tính sẽ được đẩy lên cao trào với thử thách xử lý tình huống dành cho ba đội. Tình huống do ban giám khảo đặt ra có thể rơi vào bất kỳ lĩnh vực nào trong quản trị kinh doanh như xử lý khủng hoảng thông tin, nhân sự, vay nợ tài chính. Và bây giờ là một tràng pháo tay cổ vũ những nhân vật không thể thiếu được, đó là ban giám khảo của chúng ta. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Nhiên liệu Sài Gòn, từng giữ những vị trí điều hành quan trọng tại các công ty lớn như P&G, PNC, là cổ đông sáng lập của nhiều doanh nghiệp Alphabook, trường đào tạo dân chủ. Tiến sĩ Kinh tế Vương Quân Hoàng là nhà nghiên cứu trung tâm Emin Bethlehem, Đại học Tổng hợp Brussels. Ông có nhiều tác phẩm và công trình xuất bản quốc tế, cuốn sách mới nhất xuất bản tháng 10 năm 2013 tại Mỹ. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình Việt Nam, từng giữ những chức vụ quan trọng như Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh châu Âu EU, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam. Đội sẽ dự thi đầu tiên trong vòng 2 chính là Trường Đại học Thương mại. Bước vào vòng 2 với số điểm cao nhất từ vòng 1, với lợi thế chủ nhà, được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, các thành viên của Đại học Thương mại Hà Nội rất tự tin và quyết tâm giành chiếc vé đại diện cho khu vực Bắc Bộ đến với vòng chung kết toàn quốc. Hãy cùng ủng hộ và chờ xem ý tưởng đầy tính nhân văn của đội sẽ chinh phục được ban giám khảo và chiến thắng. Chúng tôi quyết tâm chinh phục hành trình vì khát vọng Việt. Dự án tổ chức các tour du lịch thiện nguyện về với Tây Bắc, chúng tôi sẽ mang lại cơ hội cho con người Tây Bắc làm giàu trên mảnh đất của chính mình, mang lại cơ hội để kết nối những trái tim. Chúng em đã xác định thị trường khách hàng của chúng em bao gồm cả khách hàng trong nước và khách hàng quốc tế. Nhưng trong giai đoạn đầu, chúng em sẽ chỉ tập trung tới nhóm khách hàng trong nước, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Sản phẩm của chúng em bao gồm hai yếu tố chính, đó là yếu tố hoạt động du lịch và yếu tố về thiện nguyện. Du lịch là những hoạt động khám phá, trải nghiệm không gian văn hóa Tây Bắc. Còn hoạt động thiện nguyện thì bao gồm hoạt động tình nguyện và hoạt động từ thiện. Tình nguyện ở đây có thể chúng ta sẽ góp sức, góp công để xây dựng lên cái đường xá, cùng hỗ trợ, cùng làm việc trong sinh hoạt. Còn hoạt động từ thiện ở đây thì có thể chúng ta sẽ mang tặng lên các cái nhu yếu phẩm, quần áo, đồ ăn. Phương án marketing của chúng em gồm những bước. Bước đầu tiên, chúng em sẽ xây dựng thương hiệu, quá trình giúp cho khách hàng nhận thức được, khơi gợi cái nhu cầu du lịch của khách hàng, quảng bá truyền thông với rất nhiều công cụ, ví dụ như là banner ở ngoài trời, các event để tổ chức cho đúng nhóm khách hàng. Về vấn đề giá cả thì chúng em xác định rằng đây là hoạt động kinh doanh nên giá cả xác định đó là giá cả cạnh tranh. Còn địa điểm thì chúng em đã có một list danh sách rất là nhiều địa điểm của các huyện, các bản, các xã nghèo. Trong cái list danh sách đó sẽ chỉ ra rõ đó là huyện nào, bản nào, con đường đi ở đâu, có bao nhiêu dân số nghèo, có bao nhiêu em học sinh để có thể đưa khách hàng đến đó. Chúng tôi xác định tổng nhu cầu về vốn con số 580 triệu dựa trên tìm hiểu thực tế về công ty du lịch.
Trong đó, 150 triệu là vốn vay dài hạn của ngân hàng, 380 triệu đến từ vốn chủ sở hữu và 50 triệu còn lại đến từ các nguồn tài trợ khác. Chúng tôi xác định lợi nhuận trong năm thứ nhất và năm thứ hai, công ty bị âm. Sau 2 năm, khi đã có một vị trí vững chắc, chúng tôi bắt đầu mở rộng và thu lãi. Đến cuối năm thứ năm, chúng tôi xác định lãi là 137 triệu. Để đánh giá dự án, chúng tôi dựa trên 2 chỉ tiêu chính sau. Thứ nhất, chỉ tiêu NPV hay còn gọi là giá trị hiện tại thuần. Thứ hai, chỉ tiêu IRR hay còn gọi hệ số hoàn vốn nội bộ. NPV chúng tôi xác định trên 145 triệu, lớn hơn không, dự án này hoàn toàn khả thi. Về IRR, con số này chúng tôi tính được cụ thể là 25%, lớn hơn chi phí sử dụng vốn trung bình 16,4%. Chính vì thế, dự án này có thể đầu tư vào. Cụ thể về dòng tiền, chúng tôi xác định sau 3 năm 4 tháng hoạt động, công ty sẽ hòa vốn. Để đạt điểm hòa vốn này, công ty cần đón 115 lượt khách trên một tháng. Đầu tiên, hình thức công ty của chúng tôi là công ty cổ phần với mô hình tổ chức đó là doanh nghiệp xã hội với các đặc điểm về các hoạt động như thứ nhất, mục tiêu xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế Tây Bắc. Thứ hai, tái phân phối lợi nhuận. Thứ ba, hướng tới giúp đỡ người nghèo và người yếu thế như phụ nữ và trẻ em ở Tây Bắc. Thứ tư, nhân viên của chúng tôi chính là những người sẽ làm công tác xã hội, vẫn có lương nhưng không phải là tình nguyện viên. Chúng tôi sẽ có giám đốc, bộ phận tổng hợp, bộ phận nhân sự, du lịch và bộ phận kinh doanh marketing. Nhân sự địa phương sẽ tham gia vào các hoạt động chuỗi cung ứng dịch vụ, bao gồm dịch vụ tái tạo, duy trì tập quán địa phương. Về mô hình tổ chức của chúng tôi bao gồm 5 bước. Bước thứ nhất là khảo sát tuyến, địa điểm tour du lịch. Thứ hai, sẽ liên hệ với các chính quyền địa phương và cơ quan đoàn thể. Thứ ba, tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo dịch vụ cho du khách. Thứ tư, quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Cuối cùng, đó là chăm sóc và duy trì lòng trung thành của khách hàng. Trong dự án này, chúng tôi đã lường trước được những rủi ro có thể xảy ra như sau. Thứ nhất, đó là rủi ro về tài chính. Rủi ro thứ hai, đó là rủi ro về nhân sự. Rủi ro thứ ba, đó là rủi ro về sản phẩm. Tiếp nữa là rủi ro về an toàn. Và cuối cùng là rủi ro về đối tác. Và để đối phó trong trường hợp rủi ro có thể xảy ra thì chúng tôi sẽ xử lý như sau. Ví dụ như rủi ro về sản phẩm, nếu như sản phẩm bị sao chép, dựa trên tinh thần là cần phải sáng tạo và sáng tạo hơn nữa để tạo ra những gói sản phẩm mới. Điều chúng tôi nhấn mạnh và quan tâm chú ý nhất đó chính là khả năng phòng ngừa. Ví dụ như trong rủi ro về sự an toàn, chúng tôi sẽ mua các gói bảo hiểm phù hợp với khách hàng, phù hợp với các gói sản phẩm mà khách hàng đăng ký. Và quan trọng hơn nữa, đó là chúng tôi sẽ đào tạo, hướng dẫn khách hàng những kỹ năng về sinh tồn để khách hàng tự đảm bảo cho bản thân. Với đề tài, tour du lịch thiện nguyện về với Tây Bắc, điểm nhấn của Trường Đại học Thương mại là đem đến cơ hội để kết nối những trái tim. Đề tài gồm hai yếu tố chính, hoạt động du lịch như khám phá, trải nghiệm không gian văn hóa Tây Bắc và hoạt động thiện nguyện như góp sức, góp công xây đường, tặng nhu yếu phẩm, quần áo cho đồng bào vùng cao. Tổng số vốn đầu tư dự kiến 580 triệu, tuy nhiên trong 2 năm đầu tiên, đội chấp nhận âm vốn. Từ năm thứ 3 bắt đầu thu lợi nhuận và dự kiến đến cuối năm thứ 5, lợi nhuận dự kiến thu được là 137 triệu. Liệu ban giám khảo có thực sự ấn tượng với kế hoạch kinh doanh này? Các bạn đều nói rằng là mong muốn xây dựng phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong các hoạt động mà diễn ra từ 2 đến 4 ngày cho các tour du lịch của các bạn thì vẫn không phải thỏa mãn cái tiêu chí cho cần câu chứ không phải cho con cá. Mà rõ ràng các hoạt động của bạn chủ yếu là cho con cá không à. Ở đây chúng em sẽ có 2 mục tiêu. Thứ nhất, đảm bảo lợi nhuận để công ty tiếp tục duy trì và phát triển cao hơn nữa. Thứ hai, đó chính là đóng góp vào các mục tiêu xã hội. Ngay khi chúng em triển khai các kế hoạch kinh doanh, chúng em cũng đã thể hiện được trách nhiệm đối với xã hội. Ví dụ như cho người dân tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng dịch vụ, người dân có thể đưa khách đến du lịch đến nhà mình, cho họ ở tại nhà và hướng dẫn họ làm nương, làm rẫy. Bên cạnh đó, bán các sản vật và sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cũng mang lại một nguồn lợi nhuận rất lớn. Còn chúng em muốn phát triển dài hạn thì chúng em sẽ đầu tư cho trẻ em như thế nào? Chúng em sẽ cho chúng đến trường. Hiện tại thì em đã nghiên cứu rằng là mô hình trường học ở các khu vực Tây Bắc như thế nó rất là nghèo nàn, hẻo lánh mà thậm chí cái đường đi nó rất là khó. Nên họ tổ chức, ví dụ như ở tiểu học họ phải tổ chức ở bao nhiêu huyện thì sẽ có một điểm trường. Chúng em sẽ hỗ trợ xây trường. Và cái thứ hai là do cái đường đi quá xa các em không muốn đi học, vậy chúng em sẽ giải quyết bằng cách nào? Chúng em sẽ xây dựng những cái nhà ở tạm trú cho trẻ em. Các bạn không thể làm dịch vụ kinh doanh thiện nguyện mà triển khai ở khắp các tỉnh Tây Bắc được. Phải biết chọn và tập trung. May ra mới dối ra được một ít tiền, đủ tiền để xây trường và vân vân. Cho nên là các bạn có nghĩ đến tập trung chọn không? Mà nếu tập trung chọn lấy tiêu chí gì
mà chọn. Chắc chắn tất cả những cái kế hoạch, những cái dự án đó nó phải theo giai đoạn. Bọn em sẽ ưu tiên, ví dụ như bọn em tìm hiểu riêng ở Điện Biên là đã có 4 huyện rất là nghèo là Mường Ảnh, Mường Nhé rồi Tùa Chùa. Sẽ ưu tiên những cái huyện nào có cái số người, số dân nó nghèo hơn hoặc là họ vừa gặp một cái thiên tai bão hoạt động trước bởi vì họ là người cần cái đó trước. Sau đó thì bọn em sẽ tiếp tục làm những cái điểm khác theo một cái chu trình mà bọn em đã có sẵn. Thì các bạn có tính cái lượng lượng chi phí cho nhân sự rồi các chi phí liên quan đến nhân sự hay không? Khi chúng em mới thành lập, xác định được số lượng nhân sự là 15 người. Tuy nhiên, con số này hoàn toàn có thể dao động bởi vì đặc tính của ngành du lịch đó chính là đặc tính thời vụ. Có những tháng, ví dụ như tháng 1, tháng 2, tháng 3, đó là mùa du lịch của khách nước ngoài. Rất nhiều khách du lịch đổ vào nước ta. Tuy nhiên, những tháng 6, 7, 8 là mùa lũ ở trên Tây Bắc thì lại rất ít lượng khách du lịch. Chính vì thế, du lịch ở đây chúng em hoàn toàn có thể thuê ngoài. Với chi phí dành cho nhân sự, chúng em ước tính khoảng 47 triệu đồng trên một tháng. Theo như mình biết thì có rất nhiều công ty đang thực hiện mô hình kinh doanh du lịch thiện nguyện. Các bạn có đặc điểm gì nổi bật so với các cái công ty khác? Có một vài doanh nghiệp đã tổ chức nhưng mà nó rất là nhỏ lẻ. Ví dụ như là Viettravel, một năm họ chỉ tổ chức 1-2 tour, rất là ít thôi. Và cái tour đó còn phải điều chỉnh, ví dụ như đủ khách đi thì họ mới làm. Và đặc biệt là họ triển khai thác tại một cái địa điểm mà họ khai thác du lịch rất là nhiều đó, Sapa rồi. Tức là hoạt động này họ có và rất là yếu ớt. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao lại yếu ớt như vậy? Đó là bởi vì thực sự là họ cần phải có tâm huyết đối với xã hội, họ phải đi tìm hiểu, họ phải nghiên cứu. Cái mà chúng mình sử dụng năng lực cốt lõi đó chính là sử dụng cái sức trẻ, chính là sử dụng những cái trái tim để mang những cái tấm lòng từ miền xuôi đến miền ngược. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kế hoạch triển khai của đội thứ hai sẽ như thế nào. Đó chính là đội Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội ước mong thắp thêm ngọn lửa tri thức cho thế hệ tương lai. Ý tưởng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Việt đã được ban giám khảo đánh giá cao về tính giáo dục và được mọi người hưởng ứng. Tuy nhiên, đội có tiếp tục thuyết phục được chúng ta với bản chi tiết kế hoạch kinh doanh bằng những con số cụ thể và những kiến thức của sinh viên chuyên ngành kinh tế áp dụng vào công ty này như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi phần dự thi của đội. Công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Việt sẽ kinh doanh chủ yếu hai lĩnh vực, bao gồm bộ giống cây trồng nông nghiệp, hai là về dịch vụ du lịch trải nghiệm. Giá trị thứ nhất mình muốn nói là mang lại khái niệm về ngành nông nghiệp trở nên gần gũi và thực tế hơn. Thứ hai là giảm nỗi lo của các bậc phụ huynh về kỹ năng thực tế, giá trị truyền thông về nông nghiệp cho trẻ nhỏ. Thứ ba là nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về giá trị nông nghiệp ở nước nhà. Và cái giá trị thứ tư mình muốn nhấn mạnh chính là cái góp phần cải thiện nguồn nhân lực có liên quan đến ngành nông nghiệp. Nửa năm hoạt động đầu tiên, công ty sử dụng các phương tiện truyền thông online, website của công ty, Google, Facebook và offline như truyền thông miệng, tờ rơi, poster. Cuối năm 1 thì triển khai hợp tác với các trường tiểu học, trung học và các trung tâm đào tạo. Nguồn lực chính mà hạt giống Việt sẽ sử dụng đó là về tài nguyên, cung cấp trực tiếp từ người dân địa phương hạt giống và đất trồng. Còn về nhân lực, đối với dịch vụ là tour du lịch kết hợp trải nghiệm thì chúng tôi sẽ thuê nông dân tại địa phương. Còn đối với sản phẩm ở nơi cung cấp và phân phối tại địa bàn Hà Nội thì chúng tôi sẽ lấy thuê lao động tại thành phố Hà Nội. Trong 6 tháng đầu thì chúng tôi sẽ mở showroom về trưng bày mẫu các sản phẩm của chúng tôi và cũng là trụ sở chính để cung cấp các bộ sản phẩm ứng dụng trồng cây nông nghiệp. Trong 7 tháng sau sẽ mở rộng quy mô kinh doanh, tức là cung cấp thêm dịch vụ tour du lịch kết hợp với trải nghiệm nông nghiệp. 4 loại chi phí là chi phí bộ sản phẩm, chi phí tour du lịch, chi phí showroom và chi phí cố định khác. Vốn lưu động dòng để chúng tôi đưa vào dự án này là 50 triệu cùng với chi phí ban đầu là 43 triệu 700 nghìn đồng. Do là 33 triệu 700 nghìn đồng là chi phí cho showroom thứ nhất và 10 triệu là do chi phí đăng ký công ty cũng như là chi phí đăng ký bản quyền. Tổng dòng tiền năm đầu thì là âm 107 triệu đồng và tổng dòng tiền năm thứ hai thì là dương 396 triệu đồng. Thời gian hoàn vốn chiết khấu là 21 tháng và tỷ suất sinh lời là 2,26. Chúng tôi sẽ tiến hành thoái vốn trong hai trường hợp. Thứ nhất là cái sản lượng bán ra của dự án giảm và sau khi nghiên cứu thì thấy là không có tiềm năng tăng trưởng tương lai. Thứ hai, chi phí do cái biến động của thị trường quá lớn và cái doanh thu không thể bù đắp lại được và tình trạng lỗ kéo dài, chúng tôi sẽ buộc lòng phải tiến hành thoái vốn. Đề tài công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Việt của Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội là kế hoạch kinh doanh dựa trên hai lĩnh vực: cung cấp bộ giống cây trồng nông nghiệp và dịch vụ du lịch trải nghiệm. Với tổng vốn đầu tư 93 triệu, đội mong muốn mang lại khái niệm về ngành nông nghiệp gần gũi, thực tế hơn với người dân thành thị, giảm nỗi lo của các bậc phụ huynh về kỹ năng thực tế, giá trị truyền thống nông nghiệp cho trẻ em. Ban giám khảo sẽ đánh giá như thế nào về dự án kinh doanh này? Các bạn đã chuẩn bị như thế nào về mặt nhân sự, kể cả trong chi phí cũng như chuẩn bị người và nội dung gọi là đào tạo,
để có thể cung ứng cái dịch vụ giáo dục qua trải nghiệm trồng cây ở trong cái môi trường thật. Những chuyên gia về nông nghiệp sẽ cho chúng em những lời khuyên thích đáng, có thể gợi hướng cho chúng em trong những chiến lược kinh doanh tiếp theo. Thứ hai là chúng em phát triển một phần nhờ vào tour du lịch, vì vậy chúng em cũng cần phải gắn liền với những người nông dân mà đi đồng hành cùng với dự án của chúng em. Khi khách du lịch đến, họ sẽ hỗ trợ những người khách du lịch đó có thể biết được qua các giai đoạn. Thì dự án của chúng em sẽ dựa vào hai nguồn chính. Nguồn thứ nhất đó là những chuyên gia về nông nghiệp. Nguồn thứ hai đó là chính những bác nông dân cộng tác cùng với công ty của chúng em. Trên thực tế tôi biết rất nhiều du khách nước ngoài á, họ đến thăm thì họ rất tò mò về nông thôn Việt Nam. Cho nên vì vậy cái tên của cái dự án này á, nó bó hẹp quá. Nếu mà cứ dựa vào tên thì đâm ra nó không có tạo cái không gian đủ rộng để cái dịch vụ mà mẹ em sẽ cung cấp á, không chỉ hướng nội về thanh thiếu niên thành thị Việt Nam, còn có tiềm năng cho những cái đoàn mà họ rất muốn đi khám phá nông thôn mà một cách nó có thuyết minh, có hướng dẫn, chứ không phải chỉ nhìn từ xa. Vì vậy tôi mới nói là không chỉ là phải có những chuyên gia nông nghiệp tham gia với các em, mà cũng phải có những người có thể thuyết minh chung về nông thôn Việt Nam, lối sống cũng như là lối sản xuất và vân vân. Chi phí marketing các bạn đề xuất á, là 1 triệu một tháng. Thì các bạn làm gì với chi phí 1 triệu một tháng đó? Thì chi phí marketing ban đầu thì em cũng chỉ nghĩ đơn thuần là truyền thông là online và truyền thông các hướng là phát tờ rơi. Tức là cái quy mô của chúng em nghĩ là ban giám khảo lại nghĩ một quy mô rất hy vọng, kỳ vọng doanh nghiệp này là một quy mô lớn. Nhưng mà lúc đầu thì chúng em cũng chỉ mong là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Thế nên là cái chi phí 1 triệu đồng em nghĩ là chắc là không phù hợp với thời thế bây giờ. Theo em nếu mà phù hợp với thời thế bây giờ thì khoảng bao nhiêu? Nếu mà cho em một cơ hội sửa thì em sẽ sửa thành tầm độ khoảng 10 triệu đồng. Ngoài truyền thông online, em còn muốn đẩy mạnh truyền thông offline. Và ngoài ra những tháng tiếp theo em còn muốn là kết hợp luôn với tất cả những cái trường dân lập, tổ chức những event ạ, để bộ sản phẩm đến được với các em. Giả định thôi là nâng chi phí marketing lên 10 triệu đồng một tháng, nó dẫn tới thời gian hoàn vốn á, nó không phải là 21 tháng nữa, mà nó là ví dụ như 60 tháng, 5 năm chẳng hạn. Các bạn có đầu tư không? Bọn em là đào tạo về dài hạn cho người dân về nhận thức về nông nghiệp đến 60 tháng đó. Mà có tiềm năng phát triển thì bọn em vẫn tiếp tục phát triển cái công ty ạ. Tôi chỉ nhắc các bạn một điểm này thôi. Đừng bao giờ là một cái bản projection mà sales nó tăng thế này. Trên thực tế thì không có, mà các bạn phải nhớ cái quy luật là nó có tăng, rồi nó tăng chậm lại, và sau đó nó ngang và cuối cùng nó giảm xuống. Đấy mới là chu kỳ sống thật của mọi doanh nghiệp. Cho đến khi họ có những cái đổi mới và họ quay trở lại kích cái nguồn doanh thu. Thế thì trong trường hợp này chắc chắn là nếu như các bạn có làm tiếp thì phải tính lại hết xem là nguồn thu của mình ở đâu rồi, chứ nguồn thu này không còn hợp lý nữa. Các bạn nói là bộ sản phẩm của các bạn là sản phẩm mới. Vậy thì bây giờ mình có thể liệt kê ra ít nhất là 6 cái tên của công ty cung cấp sản phẩm cùng với sản phẩm giống như sản phẩm của bạn. Như vậy thì đối với tất cả những cái đối thủ cạnh tranh đấy thì các bạn có biện pháp gì để mà khẳng định được cái thương hiệu của mình? Các 6 cái cảnh mà bạn nói hoạt động marketing không ổn, đó là lý do vì sao mà nhóm chúng mình cũng nghiên cứu, cũng tìm hiểu mà không thấy. Và đó chính là cái khác của nhóm chúng mình. Chúng mình sẽ hướng hoạt động marketing mạnh mẽ. Khi bạn ra shop cây cảnh, bạn chỉ việc mua cây cảnh về thôi. Chúng mình cung cấp cho bạn bộ sản phẩm, bạn về, bạn trải nghiệm. Bạn có thấy thực sự kiên nhẫn, sự tinh tế ở trong đó hàng ngày bạn nhìn cây cảnh bạn trồng. Đó chính là những giá trị mà bọn mình sẽ hướng tới, chứ không phải chỉ là mang mua một cây cảnh về chỉ để cho đẹp nhà ấy thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu như ở vòng 1 thì đưa ra ý tưởng kinh doanh là một điều rất quan trọng, là bước đầu tiên của tiến trình làm giàu bền vững, thì trong vòng thi thứ 2 này chính là bước tiếp theo của tiến trình này. Các bạn sẽ phải lên kế hoạch để triển khai và thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình. Và nếu như quý vị và các bạn theo dõi vòng 1, chắc hẳn là sẽ nhớ một đội có một dự án liên quan tới rau su su. Và xin được chào mừng đội Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Đại học Nông nghiệp Hà Nội mong muốn nâng tầm nông sản Việt, củng cố niềm tin nơi khách hàng là những gì đội đã thể hiện trong vòng 1 của cuộc thi. Để thêm phần thiết thực và việc triển khai kế hoạch kinh doanh trong vòng 2 thêm ấn tượng và sâu sắc, đội đã tiến hành khảo sát các tiểu thương, người dân để bổ sung cho ý tưởng của mình để có thể góp mặt vào vòng chung kết toàn quốc. Đòi hỏi đội sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trước khi vào phần thi thì em cũng có xin một cái bật mí nho nhỏ, đó là sau khi mà nhận được tin là chúng em vào vòng trong, chúng em đã chia sẻ với các bác nông dân ở trên Tam Đảo ạ, và các bác đã rất là vui mừng ạ, và các bác dặn dò em là phải gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo.
công ty của chúng em là công ty sẽ nâng tầm nông sản Việt bằng cái cách đó là dựa vào những cái lợi thế địa phương sẵn có để nâng cao giá trị của nó lên ạ. Trong giai đoạn chúng em đang là sinh viên dự án khởi nghiệp thì chúng em muốn hoàn thiện một cái mô hình, và cây mô hình đấy chúng em chọn là cây su su ở Tam Đảo ạ. Và sau khi chúng em có thể làm được cái mô hình này nó khả thi và nó thành hiện thực thì trong tương lai tiếp theo 5, 10 năm hoặc bao nhiêu năm nữa thì chúng em rất hy vọng là có thể áp dụng cái mô hình đấy cho các cây ở các địa phương khác ạ. Chúng em sẽ chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn xây dựng mô hình, chúng em chọn mô hình là có diện tích là 5 hecta và địa điểm chọn là chúng em chọn ở khu vực 1 ở trên Tam Đảo. Trong giai đoạn này thì chúng em sẽ chọn những hộ nông dân nào mà có kinh nghiệm nhiều nhất, chính là cái độ tuổi, cái thâm niên của người ta canh tác cây su su ạ. Thứ hai là chúng em chọn những vùng địa hình lý tưởng nhất. Tam Đảo có một cái đặc thù khí hậu đó là nó gió heo may, mà gió heo may thì nó lại giảm năng suất. Vì vậy chúng em sẽ quyết định chọn những cái vùng, cái hộ mà có cái địa hình mà nó chắn được cái gió heo may ạ. Và tiếp theo là giai đoạn thứ hai, sau giai đoạn 1 chúng em thành công thì chúng em sẽ quyết định là một nhân rộng mô hình 13,8 hecta, đó là diện tích mà trồng su su bây giờ của khu vùng 1 ạ. Cái giai đoạn 3 là giai đoạn mà chúng em sẽ triển khai trên 50 hecta, đó là diện tích toàn bộ của cái diện tích trồng su su trên Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo ạ. Quy trình của cái dự án của chúng em là nó gồm những phần như sau ạ. Mình sẽ dựa vào nhu cầu của thị trường, sau đó mới đi tiến hành sản xuất. Thì trong phần điều tra thị trường này, chúng em tự tin bởi lẽ hiện tại chúng em đang có một cái cơ sở sản xuất rau tại trường Đại học Nông nghiệp ạ. Trường Đại học Nông nghiệp thì chúng em chỉ phân phối cho nguyên các giáo viên ở trong trường. Về cái đầu ra thì chúng em sẽ có hợp tác sản xuất, thì chúng em không tham gia vào khâu sản xuất mà chúng em tham gia vào khâu chuyển giao công nghệ. Chúng em sẽ tận dụng cái công nghệ VietGAP họ sẵn có, sử dụng là cái đội ngũ tư vấn chuyên gia từ chính trường em ạ. Và sau đó là chúng em sẽ mang những cái gì mà công nghệ hiện đại nhất, tinh túy nhất để mang lên trên đấy để áp dụng ạ. Thì giám sát bọn em phải làm trên hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó là công nghệ, chúng em lắp đặt hệ thống camera. Còn phần thứ hai là phần con người, chúng em sẽ có một đội ngũ chuyên gia ăn ở cùng với dân ở trên đó ạ. Phần phân phối thì đối tượng của chúng em nhắm đến là công nhân viên chức, bộ phận giảng viên ở thị trường đó là Hà Nội ạ. Giai đoạn đầu chúng em sẽ tổ chức sử dụng thử sản phẩm su su với cái giá cả phải chăng từ những cái người mà người ta sử dụng rồi thì cái độ lan tỏa về sản phẩm em sẽ được tiếp tục ạ. Giai đoạn 1 thì thị trường mục tiêu của em đó là giảng viên tại 14 trường đại học tại khu vực Hà Nội. Thì ước tính một trường đại học có 1.000 giảng viên thì ước tính là 12 trường sẽ có khoảng 10.000 đến 12.000 giảng viên. Chỉ với sản lượng là hơn 200kg trên một ngày thì em tin là cái số đấy thì có thể tiêu thụ được ạ. Và tiếp đến giai đoạn 2 ạ, tiếp cận bằng là gửi email, bằng phương pháp là Internet Marketing cũng như là qua Facebook để cho họ đặt nhu cầu qua email ạ. Tổ chức triển lãm nông sản an toàn chất lượng cao ạ. Và địa điểm dự kiến của chúng em đấy là Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp Hoàng Quốc Việt ạ. Và nội dung là gồm có tọa đàm gắn kết các niềm tin người tiêu dùng với doanh nghiệp ạ. Tổ chức lễ hội su su tại Tam Đảo ạ. Hình thức này là xây dựng lễ hội truyền thống, nội dung là tổ chức ẩm thực chế biến với những món rau su su ạ. Và cái này sẽ tạo lên hiệu ứng truyền thông đối với công ty bọn em ạ. Về kế hoạch sản xuất thì tôi có chia ra là kế hoạch sản xuất theo hàng ngày. Phòng kinh doanh sẽ phải tổng hợp đơn hàng để báo lại cho bên phòng sản xuất số lượng su su mà ngày mai các khách hàng sẽ lấy. Sản xuất sẽ có kế hoạch điều tiết cái thu hoạch của người dân, sau báo về cho từng hộ thu mua của bà con, sau đó là sơ chế đóng gói và vận chuyển về Hà Nội. Trong cái phần kế hoạch huy động nguồn vốn thì vốn tự có bọn em là 120 triệu và vốn vay ở đây là 200 triệu. Và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thì đầu tư cho tài sản cố định bọn em ước tính là 133,5 triệu đồng. Khấu hao tài sản cố định này được tính trong 7 năm với mức chi phí là 1 triệu 590 nghìn đồng trên một tháng và vốn đầu tư hàng tháng 170 triệu 840 nghìn đồng và vốn lưu động ở đây là 15 triệu 660 nghìn đồng. Kế hoạch hoàn trả vốn thì là doanh thu hàng tháng bọn em ước tính là 210 triệu đồng và lãi ròng hàng tháng là 37,57 triệu trên một năm. Thời gian hoàn trả vốn của bọn em là ước tính trong vòng 8 tháng ạ. Mong muốn mạnh mẽ nhất của Đại học Nông nghiệp Hà Nội khi trình bày đề tài hệ thống phân phối su su Tam Đảo chính là nâng tầm ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và tạo chiếc cầu nối giữa người tiêu dùng Hà Nội và người nông dân Tam Đảo nói riêng. Tổng vốn đầu tư dự kiến 320 triệu đồng, trong đó lợi nhuận hàng tháng 37,57 triệu, đội dự kiến sẽ hoàn vốn trong thời gian 8 tháng. Liệu rằng kế hoạch kinh doanh này có nhận được sự đồng tình từ ban giám khảo? Trong cái chi phí đầu tư của các bạn, các bạn nói rằng là đầu tư 133 triệu, cụ thể là các bạn đầu tư gì cho số tiền đó? Về cái đầu tư tài sản cố định thì là chúng em có đầu tư thứ nhất tiền bọn em mua xe tải. Ngoài ra như thế chúng em còn phải chi phí cho thiết bị văn phòng, nhà xưởng. Tài sản khá là lớn nữa đó là tài sản từ mua camera. Các bạn nghĩ là bạn mua xe tải bao nhiêu tiền và đầu tư camera là bao nhiêu tiền? Đầu tư xe tải dự kiến của bọn em là 70 triệu ạ. Còn tiền lắp đặt camera thì là giá thành nó là 7 triệu ạ.
5 hecta thì em gắn bao nhiêu camera? Đầu tiên của bọn em là bọn em sẽ chỉ gắn 4 camera thôi ạ. 4 camera thì thứ nhất là 7 triệu không đủ. Cái thứ hai nữa là không có xe tải nào 70 triệu hết á. Cho nên rõ ràng là cái đây các bạn tính toán chi phí chưa đủ. Anh là giáo viên của trường và anh muốn mua su su của bạn thì anh mua ở đâu và làm thế nào anh mua được? Bọn em đang thuê đất của trường và đang thực hiện cái mô hình Việt Gáp đấy và cung cấp rau sạch cho giáo viên trường em rồi ạ. Và cũng đã rất nhiều giáo viên trường khác đặt hàng. Bọn em sử dụng cái nguồn nhân lực chủ yếu ở đây là tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội được làm thêm, được làm part time, chuyển rau là chuyển rau tới cơ sở làm việc của các thầy cô để tiết kiệm chi phí, bọn em không chuyển đến tận nhà. Nhưng mà em có nghĩ như thế nào nếu mà các cái văn phòng, các khoa, các trường đại học mà toàn là rau xanh trong đó? Đó là cái mối liên hệ gắn kết giữa chúng em với thầy cô. Ở trong mô hình bọn em thì thường thầy cô sẽ báo cái giờ là thầy cô chuẩn bị tan giờ làm thì bọn em sẽ cung cấp rau đến cho thầy cô ạ. Các bạn có vẻ cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi là sinh viên. Đến lúc các bạn ra trường tốt nghiệp rồi thì các bạn của con có thể tận dụng cái lợi thế quan hệ với thầy cô hay không? Chính tôi cứ thắc mắc tại sao lại đối tượng phân phối trước hết và chính yếu là hệ thống là giảng viên đại học. Tôi nghe cái này nó không có chuyên nghiệp lắm. Liệu các bạn có nghĩ đến tiếp cận với các siêu thị hay không? Các thầy cô giáo chỉ là đối tượng khách hàng mục tiêu trong thời gian đầu của bọn em, làm sao rút ngắn được cái khoảng thời gian bọn em tiếp cận đối với các cái thị trường khách hàng mục tiêu khác. Đồng thời, thông qua cái việc mà tiếp cận đối tượng các thầy cô giáo ấy, được các cái ý kiến phản hồi từ các thầy cô giáo, tức là một cái tầng lớp trí thức sẽ có sức ảnh hưởng lan tỏa lên cộng đồng. Còn cái việc mà đưa về phân phối ở hệ thống các siêu thị thì cái mô hình này chính những cái bác chủ tịch của hội nông dân Tam Đảo đã chia sẻ với bọn em là họ đã đi tìm như là siêu thị Metro ở dưới khu vực Hà Nội thì họ lấy khẩu lượng không lớn, mỗi ngày chỉ đáp ứng được một tạ, không giải quyết được cái việc mà giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Và cái thứ hai nữa rằng khi đưa về hệ thống siêu thị, đưa sản phẩm lên các cái kệ hàng, nhân viên họ có thể làm láo và họ trà trộn cái sản phẩm ở trong đó. Các công ty nông sản của Việt Nam hiện nay tại sao không tạo được niềm tin của người tiêu dùng là vì như thế ạ. Và bọn em muốn đưa trực tiếp tới tay người tiêu dùng để khẳng định thương hiệu, để làm chuẩn thương hiệu. Nếu là hệ thống của mình thì không có cái sự trà trộn, nhưng mà vấn đề là chi phí và tính khả thi về mặt kinh doanh là như thế nào? Cái giá thành để xây dựng hệ thống phân phối của riêng mình nó là rất lớn, trong khi đó thì cái quy mô diện tích của bọn em chỉ là 5 hecta ban đầu thôi, mà chúng em chi phí như thế là quá lớn so với cái tiềm lực sinh viên của bọn em. Về bản thân nông sản, nếu mà chỉ có một mặt hàng su su ấy, thì là nó rất là đơn điệu. Trong cái kế hoạch của bọn em thì chia ra nhiều giai đoạn, và đến giai đoạn nào khi mà bọn em đủ tiềm lực rồi thì bọn em sẽ tự xây dựng hệ thống phân phối của riêng mình. Thì khi mà đó thì chúng em lồng ghép vào không phải chỉ mặt hàng su su mà chúng em làm thêm nhiều mặt hàng khác. Cái điểm mạnh nhất của các bạn để có thể chiến thắng dự án này là cái gì vậy? Sản phẩm an toàn, sản phẩm chất lượng thì không phải là bây giờ mới có. Vấn đề đặt ra đó là cái sự minh bạch hóa, cái lòng tin người tiêu dùng. Thì cái bọn em định đánh mạnh nhất của bọn em đó là cái đấy ạ. Bọn em sử dụng một cái hệ thống giám sát từ công nghệ đến con người, và chúng em đảm bảo là chúng em xây dựng mô hình chuẩn từ cái mô hình nhỏ để chúng em kiểm soát được ạ, để tạo dựng thương hiệu ạ. Mùa vụ tới mà chưa có đơn đặt hàng, hoặc là khi có đơn đặt hàng nhưng mà mùa vụ thu hoạch lại chưa tới, không tương thích cung và cầu như vậy thì đội bạn có những cái tình huống xử lý như thế nào? Họ có đơn đặt hàng đặt mua mà mùa vụ chưa tới ấy. Su su ở các nơi khác thì chỉ trồng được theo mùa vụ, nhưng riêng su su ở thị trấn Tam Đảo thì có thể là trồng quanh năm. Cái này là bọn mình đã điều tra khảo sát thực tế chứ không phải là bọn mình chỉ nói suông. Các bạn sẽ làm gì nếu mình với tư cách là một nhà kinh doanh, mình cũng áp dụng mô hình như các bạn và người dân ở Tam Đảo cung ứng hàng cho mình bởi vì mình trả giá cao hơn? Thứ nhất là mình đã xác định năng lực lõi rồi. Bọn tớ nắm rõ kỹ thuật, nắm rõ tâm lý người dân bởi vì mà mình có cả ngành xã hội học. Cái mà bọn tớ chọn đầu tiên 5 hecta ấy là chọn những cái hộ mà có điều kiện tốt nhất ở Tam Đảo. Mà Việt Nam chỉ có một Tam Đảo, bạn không thể tìm thấy Tam Đảo thứ hai. Thế nên những cái gì mà tớ tinh túy nhất bọn tớ đã chọn ở đầu rồi. Mà bây giờ các cậu đi làm thì làm sao mà bằng một mình được, đúng không ạ? Như vậy là cả 3 đội thi xuất sắc nhất của khu vực miền Bắc đã vừa hoàn thành được 80% nội dung của vòng thi thứ 2 trong cuộc thi sáng tạo tương lai. Và 20% còn lại họ sẽ phải đối mặt với một tình huống bất ngờ mà ban giám khảo đưa ra. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống ngày hôm nay như thế nào. Tình huống dành cho 3 đội như sau. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn thành lập công ty cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường Hà Nội. Thời điểm kinh doanh thuận lợi, số lượng nhân viên công ty lên đến 40 người. Tuy nhiên, trong một năm gần đây, do khủng hoảng kinh tế, 50% khách hàng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty. Hội đồng quản trị yêu cầu bạn, với tư cách là CEO của công ty, phải tạm sa thải 50% nhân viên công ty và phải cắt giảm các cán bộ chủ chốt là những người đang hưởng lương cao tại công ty. Có như vậy mới giảm được chi phí công ty và giúp công ty tồn tại qua giai đoạn khó khăn này.
với vai trò là CEO của công ty, bạn sẽ giải quyết tình huống này như thế nào? Khi mà đưa ra được cái thông tin là em phải cắt giảm 5% thì em sẽ thử thương lượng với là hội đồng xem là có thể giảm con số cắt giảm đó được không, bởi vì toàn là nhân vật chủ chốt thì cái việc cắt giảm nó rất là khó khăn. Cái thứ hai, trong quá trình kể cả em có được thay đổi cái con số 50% hay không thì việc đầu tiên bọn em làm nó sẽ là phải phân loại xem là trong cái tiêu chí 50% đấy thì bọn em sẽ phải xem là bộ phận nào quan trọng thì bọn em phải giữ lại, còn những bộ phận nào em có thể là bây giờ cho sa thải hoặc thuê ngoài thì bọn em sẽ có thể là cho nghỉ. Ví dụ như là kế toán thì ở đây là bọn em có thể hoàn toàn để thuê được, thì em có thể cho cắt giảm kế toán trưởng, tức là cắt giảm kế toán và em có thể thuê ngoài hoạt động đó thì hoàn toàn là sẵn sàng ngoài thị trường có ạ. Khi đối mặt với quyết định là cần phải sa thải nhân viên thì rất dễ xảy ra trường hợp là những nhân viên còn lại sẽ gây ra sự hoang mang cho những người ở lại và gây ra sự bất mãn cho những người phải ra đi. Phải làm sao đó để cho mọi người hiểu rằng đây là quyết định bất khả kháng. Cái này phát sinh từ cái nguyên nhân sâu xa, đó là do khủng hoảng kinh tế và có 50% khách hàng không sử dụng dịch vụ của công ty ạ. Thì nhóm em nghĩ rằng một yếu tố rất là quan trọng đó là phải làm sao để lấy lại cái tập khách hàng đó, và nhóm em sẽ cố gắng để đưa ra các cái chính sách khác thu hút lại khách hàng tiếp tục về điều hành công ty ạ. Chúng tôi có hai phương án. Phương án thứ nhất, nói chuyện với những người mà chúng tôi đang dự định cắt giảm. Họ thực sự là những người mà đã giúp công ty thành công. Họ có chịu đồng hành cùng chúng tôi để vượt qua cái sự khủng hoảng đó không? Nếu họ đồng hành thì họ sẽ chắc chắn rằng chấp nhận là chịu mức lương thấp hơn để cùng công ty vượt qua khủng hoảng đó. Còn nếu thực sự rằng họ không có tâm huyết với công ty, chuyện sa thải đó là chuyện dĩ nhiên. Cái người CEO sẽ phải xác định rõ cái nguyên nhân nào mà phải để sa thải. Bước tiếp theo đó là xác định vị trí cần sa thải, vị trí nào mà hưởng lương cao nhưng không hiệu quả. Đây cũng là một cái cơ hội để cho người CEO có cơ hội nhìn lại suốt cái quá trình hoạt động của công ty mình để xem đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu, đâu là cái thế mạnh mình có thể khai thác được và đâu là những cái phần đang lạm dụng cái nguồn ngân sách của công ty. Thay vì là nhằm vào cái việc mà sa thải nguồn nhân lực của công ty thì anh ta sẽ linh động để tìm một cái hướng đi mới thích ứng với thị trường. Đó là cái cách mà xử lý khủng hoảng truyền thông, nếu mà chúng ta xử lý tốt tạo hiệu ứng cho chúng ta trong thời gian tới. Vì vậy chúng ta phải nghĩ đến chế độ lương thưởng, suy tính về chế độ lương thưởng cũng như là nếu mà cắt giảm thì chúng ta sẽ có chế độ phúc lợi xã hội như thế nào, đền bù cho họ như thế nào cho thỏa đáng ạ. Cả 3 đội thi xuất sắc nhất của khu vực miền Bắc đã hoàn thành tất cả các nội dung thi trong vòng thi thứ 2 của cuộc thi sáng tạo tương lai. Bây giờ sẽ là thời gian để ban giám khảo của chúng ta cùng hội ý và cho điểm để chúng ta được biết đội nào sẽ vô địch tại khu vực miền Bắc. Mình nghĩ rằng hôm nay đội Đại học Thương mại sẽ chiến thắng. Tôi dự đoán Đại học Kinh tế hôm nay sẽ là đội chiến thắng. Đại học Nông nghiệp sẽ đi đến thành công và giành chiến thắng. Vâng, và theo tôi ngày hôm nay thì chương trình ngày hôm nay thì Đại học Kinh tế sẽ là người chiến thắng. Đội Đại học Thương mại sẽ giành chiến thắng bởi vì họ có những ý tưởng rất sáng tạo và thông minh. Đội Đại học Nông nghiệp sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay. Nhưng mà theo mình nghĩ thì trường Thương mại là trường chủ nhà thì họ sẽ có nhiều lợi thế hơn và mình tin họ sẽ có suất được vào vòng trong. Xuyên suốt chủ đề vòng 1 là niềm tin khát vọng, cuộc gặp gỡ với khách mời sẽ giúp các bạn trẻ có thêm khát vọng làm giàu. Mời quý vị cùng gặp gỡ tiến sĩ Phan Quốc Việt, hiện là Chủ tịch Tổng Giám đốc Tâm Việt Group, Ủy viên Thường vụ Hội Khoa học Phát triển Nhân lực và Nhân tài Việt Nam, Trưởng ban Đào tạo Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam. Đồng thời, ông cũng thường xuyên xuất hiện với vai trò là MC hoặc diễn giả trên các kênh truyền hình. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với các bạn sinh viên về một chủ đề rất hay và rất ý nghĩa. Vâng. Đó là khi cùng nhau, không gì là không thể. Mỗi một ngày trôi qua chúng ta được gặp gỡ, làm việc và tiếp xúc với rất rất nhiều người. Nhưng không phải là lúc nào chúng ta cũng làm việc chung và hợp tác, cộng tác với họ. Vậy thì thực sự là khi nào thì chúng ta sẽ cùng nhau, cùng làm với những người đó? Thì tất cả chúng ta là một đơn vị năng lượng, suy cho cùng. Và không kết nối bằng năng lượng thì không phải kết nối với nhau, với hội trường đây, mà kết nối với cả vũ trụ, cùng một chiến lược, cùng một mục đích là chúng ta luôn luôn cùng nhau. Ví dụ là chúng ta là gì ạ? Tất cả những người vì khát vọng Việt thì luôn luôn cùng nhau. Đấy. Thì phải luôn luôn cùng nhau, bất cứ ở đâu, bất cứ về người nào và cả vũ trụ luôn luôn cùng với ta. Nhưng theo quan điểm của anh ấy thì vấn đề then chốt khi mà chúng ta cùng làm việc tập thể với những người khác để có thể tạo thành công là vấn đề gì? Đầu tiên các bạn phải xác định mục tiêu chung đã. Cũng như hôm nay ta tại sao có hôm nay ạ? Vì có khát vọng Việt. Đấy, thế hệ trẻ hào khí Việt. Thứ hai là các giá trị cốt lõi chung. Nếu chúng ta không có giá trị chung thì khó làm chung lắm. Và công việc cụ thể hàng ngày dùng cái giá trị ấy để đạt mục tiêu. Nếu chúng ta không mục tiêu thì chết, là tất cả cùng một hướng. Vậy thì trong quá trình mà chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, cái sự hợp lực của mỗi một cá nhân cùng với nhau thì sẽ mang lại một sức mạnh như thế nào? Hợp lực
không nghĩa là giống nhau. Ba cây một chiều là đổ ngay, nhưng ba cây ba chiều rất tuyệt vời. Giống nhau là đồng đội, lầm hoàn toàn, phải phản biệt được cho nhau. Vâng, đó là những cái vấn đề rất là nhỏ thôi, nhưng chúng ta thấy là một bí quyết quan trọng khi chúng ta cùng làm việc tập thể với nhau. Và bây giờ để cụ thể làm thế nào để chúng ta hiểu rõ vấn đề này và chúng ta có thể hợp lực thành công được, thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày của tiến sĩ Phan Quốc Việt. Và anh Duy xin được nhường lại sân khấu dành cho anh. Không phải tôi, mà tôi với đối tác. Chưa phải, vì chúng ta là Khát Vọng Việt, xã hội thành công. Tôi, đối tác và xã hội. Tất cả chúng ta giơ tay lên ạ. Win! 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 Là tôi với anh thắng thôi. Tôi với anh thắng thôi. Và mình phá xã hội. Nhưng đây chúng ta là gì ạ? Vì thế em trẻ, vì Khát Vọng Việt. Người Việt phải dẫn đầu. Một cây làm chẳng nên nón, ba cây chụp lại nên họ nữ cao. Đấy là người Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, sống với một không khí của sinh viên, của các bạn trẻ thì chắc chắn là sau những giờ phút thi rất là căng thẳng thì các bạn cũng rất muốn có những tiết mục văn nghệ hay, thật là sôi động và được gặp gỡ với những ca sĩ khách mời mà mình yêu mến. Ngày hôm nay không biết là các bạn sinh viên có tò mò về vị khách mời của chương trình hay không, nhưng mà chắc chắn là tiết mục văn nghệ sẽ rất hay và khiến các bạn sinh viên của chúng ta không thể nào ngồi yên được. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón khách mời của chương trình ngày hôm nay. Vũ Duy Khánh, Duy Khoa, Thái Thùy Linh, những gương mặt nghệ sĩ thân quen đã có mặt tại cuộc thi sáng tạo tương lai để thổi bùng lên bầu không khí tươi tắn, rộn ràng. Những trái tim tuổi trẻ đã kết nối gần nhau hơn, cùng cháy rực trong hành trình tương lai phía trước. Ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khôn một lần. Vâng, thưa quý vị và các bạn, giờ phút quan trọng nhất đã đến. Trên tay của anh Duy đang là kết quả cuối cùng. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe kết quả này. Trước tiên, anh Duy xin được mời đội Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội bước lên phía trước 2 bước. Xin mời đội Đại học Nông nghiệp lùi xuống phía dưới 1 bước. Đội ở vị trí thứ 3 với 206 điểm. Đó là đội Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ chúng ta chỉ còn 2 đội. Và xin mời 2 đội còn lại bước lên phía trước và đứng gần nhau. Tôi sẽ công bố đội vô địch của khu vực miền Bắc. Đội về vị trí thứ 2 có số điểm 242. Và đội về vị trí thứ nhất, đội vô địch, có số điểm 257. Và giờ phút quan trọng cũng đã đến. Đội vô địch cuộc thi sáng tạo tương lai của khu vực miền Bắc đó là... đó là... Đại học Đại học Nông nghiệp. Ở vòng 2, tiêu chí quan trọng để các đội ghi điểm là bài thuyết trình đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, khả thi và thực tế, thể hiện bài thuyết trình đạt được các yếu tố hấp dẫn, thú vị, sáng tạo, trả lời tốt các câu hỏi từ ban giám khảo về kế hoạch cũng như các câu hỏi về kiến thức, phản biện tốt trước câu hỏi từ khán giả, xử lý tình huống khéo léo. Thang điểm tối đa của mỗi giám khảo là 100 điểm và tổng điểm tối đa dành cho mỗi đội là 300 điểm. Chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm của 3 đội đã đạt được ở vòng 2. Người con của dòng tiên, ai lên núi cao ai xuống biển ngàn xưa.
đang dám con dây sóng. Sau khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung, điểm đến thứ tư của cuộc thi sáng tạo tương lai tại khu vực miền Bắc cũng đã khép lại cùng với chiến thắng bùng nổ của đội Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Khu vực miền Nam sẽ là điểm đến tiếp theo. Các bạn sinh viên nơi đây đã rất sẵn sàng cho những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Mời quý vị đón xem cuộc thi sáng tạo tương lai trong chương trình tuần tới. Hơn như người con của dòng tiên đã đến lúc chúng ta xiết tay kề vai. Đôi trời đã bất vượt trùng khơi, nghe tiếng trong đông sơn như còn đây. Để tương lai rạng rỡ trên khuôn mặt em thơ, để non sông gắm vóc sáng tươi và hùng cường, hãy tiến lên.